Hello, chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh của em miền Tây nha. Là nói đầu tiên thì em mến chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn vui khỏe, bình an, thành công trong cuộc sống và hạnh phúc bên gia đình ha. Thì hôm nay em tiếp tục khắc cái trái dưa nữa nha cả nhà. Có bạn comment đó là để làm khắc tặng cho mình một chữ đi. Thì hôm nay em sẽ khắc cái tên của bạn ấy vào trái dưa này. Em vẽ thì không có được đẹp, nhưng mà bạn yêu cầu thì em sẽ chiều ý bạn. Cả nhà thông cảm nha. Em vẽ không có đẹp lắm. Em chuẩn bị là một bịch khăn giấy ướt nè, rồi cái mảnh lon nước ngọt và một cái viết bạc ha. Thì nguyên liệu của em rất là đơn giản luôn. Cái lon nước ngọt thì em đã cắt ra rồi, đơn giản lắm cả nhà. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu vẽ cái tên của bạn đó lên cái trái dưa ha. Em vẽ không có đẹp cả nhà ơi. Chắc phải học thêm một khóa nữa quá. Thank you.
sau một lúc em đã vẽ xong cái chữ Hoàng Xiên ha, để